Thượng nghị sĩ Gosh McGovern được tưởng nhớ trong lễ an táng tại South Falls, South Dakota. Tin South Falls, trong ngày 26 tháng 10 năm 2012, cựu thượng nghị sĩ Gosh McGovern được tưởng nhớ trong lễ an táng tại thành phố South Falls, South Dakota. Thượng nghị sĩ được vinh danh là một người có lập trường và một người chống đối chiến tranh Việt Nam kịch liệt. Thượng nghị sĩ McGovern là người đã đóng góp phần định dạng dân chủ ngày nay, khả khi ông không thắng cử trong lần tranh cử với Tổng thống Nixon vào năm 1972. Ông McGovern từ trần vào ngày 21 tháng 10 năm 2012, hưởng thọ 90 tuổi, là người con của một chủ chiên trong một đạo Thiên Chúa giáo. Ông là phi công của máy bay bỏ bom trong đệ nhị thế chiến và ông cũng là người chiến đấu chống lại nạn đói toàn cầu. Cựu thượng nghị sĩ được thưởng nhớ và vinh danh trong buổi lễ an táng dài 2 tiếng đồng hồ và khách vinh dự gồm có hai cựu thượng nghị sĩ Tom Daschle and Gary Hart. Ngoài ra còn có dân biểu Hạ viện Hoa Kỳ Jim McGovern, một người cùng họ nhưng không liên hệ máu mủ, tới thăm viếng tang lễ. Dân biểu Jim McGovern cho biết rằng ông đã từng làm việc thiện nguyện cho liên danh tranh cử của cựu thượng nghị sĩ Gosh McGovern trong năm 1972 khi ông còn là học sinh của trường trung học. Dân biểu Jim McGovern còn cho biết rằng cựu thượng nghị sĩ Gosh McGovern là một người bạn quý hóa và là một người lúc nào cũng tin rằng tương lai sáng lợi của Hoa Kỳ vẫn còn đang đợi chờ.